Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không tại sân bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện các cơ quan đơn vị trong ngành đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng quá tải, chậm, hủy chuyến tại các cảng hàng không. Trong đó, việc nâng cao chất lượng hạ tầng cảng hàng không sân bay, cải thiện dịch vụ phục vụ mặt đất đang được quan tâm để đáp ứng quy định về chất lượng dịch vụ hành khách. Việc thực hiện dịch vụ ưu tiên check-in có thu phí tại các quầy thủ tục hạng giá vé cao có thể làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng tới quyền lợi của những hành khách mua vé hạng giá này. Do đó, việc áp dụng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in có thu phí thời điểm này của một số hãng hàng không là chưa hợp lý, gây dư luận không tốt trong xã hội. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng ngay việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in nhanh có thu phí đồng thời yêu cầu các cảng vụ hàng không có trách nhiệm kiểm tra và giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng hàng không tại cảng hàng không sân bay. Trước đó, một số hãng hàng không đã triển khai dịch vụ thu phí để làm thủ tục nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất, với mức phí dao động từ 100.000 đồng đến 140.000 đồng một khách. Hành khách chỉ cần đăng ký dịch vụ ưu tiên làm thủ tục khi đặt vé máy bay hoặc mua bổ sung 3 giờ, trước giờ khởi hành là không phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục dịch vụ này gây bức xúc cho nhiều hành khách vì cho rằng không bình đẳng với những người đã cùng mua một hạng vé